Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Nhật của anh. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843 nè. Rồi, theo dõi kênh thì bấm vô nút đăng ký kênh nha. Bấm vô biểu tượng cái chuông để được cập nhật mấy cái video mới về. Hôm nay video có mã là 155 nha mọi người. Rồi. Đây, mã sản phẩm nè, nó có đánh dấu từng số ha. 1 đến 10. Đây là 10 cái sản phẩm khác nhau. Mọi người chốt hàng thì nhắn tin cái mã video ha, 155 với cộng với mã sản phẩm là 1 ha. 1551 vậy đó. Rồi. Đầu tiên là cái bộ mũi mũi khoan siêu nhỏ luôn của Nhật nha. Mũi khoan này nó cốt nó là 6 xin lỗi là 3 mm. Cái đầu đầu mũi là 0 chấm này 0.8 ly nha. Đây. Siêu nhỏ luôn 0.8 ly. Hai bốn sáu tám mười, mười mũi nha mọi người, hợp 10 mũi. Mã là số 1, 155.1 ha, 250.000. Rồi số 2, đây là cây đo nhiệt độ nha mọi người, đo nhiệt độ nước. Đây, nó chiên đo trong nước ha. Làm cầm mình cắm vô nước sôi cái nó sẽ báo nhiệt độ cho mình biết. À, ví dụ quẹt nó tăng nhiệt lên mọi người, kim nó chạy lên. Hay kim rất là nhạy. Nó có thể đo lên tới 220 độ C nha, như cái thang đo trên mặt đồng hồ nè. Rồi. Mã là số 2, 150.000. Rồi, tiếp theo là cây hước kẹp bằng đồng nha mọi người. Hước kẹp này đặc biệt, nó bằng đồng, full bằng đồng luôn. Hước kẹp 6 cm. Rồi, có vạch chia mili. Rất là chuẩn. Full đồng luôn, nhỏ gọn nha mọi người, nằm trong lòng bàn tay. Còn nguyên bao zin luôn, bao chữ này nó khắc sâu vô nha, nên không có sợ bay hay gì hết. Rồi, hước kẹp cái mã là số 3, giá 250.000. Rồi, tiếp theo là mấy cái mũi khoét nè, giờ được 3 cái. Mũi khoét đường kính là
120 ml nha mọi người. Đây, 12 cm đó. Từ 80 đến 12. Mấy mũi lưỡi còn đẹp hết nha mọi người. Nào, lưỡi còn đẹp hết. Mũi của thằng Kayanwa, Kanowa của Nhật. Kẹp vô máy khoan nha. Đây là cái đầu kẹp vô máy khoan. Rồi đồng giá 200 ngàn một mũi nha mọi người. 200 ngàn một mũi. Mã số 4. Rồi tiếp theo em về được một cọng dây áp lực cao. Dây cao áp 20 A. Dây này mát nó tới 20 A nha mọi người. Là 200 kg nha. 1 A là 10 kg. Đó. 26 tháng 4. Mát nè. Mát này cái đầu này tới 330 luôn. 300 kg á. Cái đầu cóp này nè. Còn con dây mát là tới 200 kg. Là mọi người vô mấy súng rửa xe đồ không dụng của mình ha, rửa xe máy rồi nó tầm 100 kg đổ lại thôi à. Mấy ống rửa xe máy á. Và đã rất là mạnh rồi. Đây dây như rất đẹp luôn, như mới luôn. Đây để em đo cái đầu đây đầu này là 10 gần 15 mọi người. 48 à, tính 15 đi. Đó. Đầu này 15 nè. Còn ren bên ngoài là ren 21 nè mọi người. Rồi còn đầu này không dụng. Thường chuẩn luôn. Rồi. Đó 13 ly. Ren chuẩn 13 ly. Dây này dài 6 m. Dây 6 m nha mọi người. Rồi mã là số 5, 450 nha. Rồi tiếp theo bộ bánh xe, 4 bánh nha. 4 bánh xe. SK. Bánh xe mới chưa sử dụng nha. Nó có khi vận chuyển thì nó bị chạy chùa thôi chứ nó là chưa sử dụng. Mấy này kích thước đồ em có review mấy cái clip trước rất là nhiều luôn ạ. Bánh xe này nè. Chi tiết mọi người phải bấm vô clip trước coi ha. Coi lại vậy nè. Đó, bánh này cỡ chung, không nhỏ cũng không lớn. Còn loại lớn hơn. Bánh này chung chung. Rồi bộ 4 cái nha. Mã là số 6, 350 mọi người. Rồi tiếp theo cái bộ mũi phay gỗ. Đây rất nhiều cái kiểu khác nhau. Chung nó gần như là nguyên bộ luôn mà. Chưa sử dụng mọi người. Cái này mới nè, chưa sử dụng. Chóc cái bao cái cao su ra thôi nè. Nó sản xuất ra nó sẽ bọc một lớp cao su này nè. Còn luôn nè. Để chống chày. Này có rất nhiều hình dáng ha, mỗi cây mỗi hình dáng khác nhau. Đó. Đầu là 6 ly nha mọi người. Cốt 6 ly. Chuyên dụng mấy máy phay cầm tay ha, nhỏ. 2 4 6 8 7 mũi nha. Rồi 7 mũi phay gỗ. Đánh cạnh đồ khoét rảnh đồ có hết mọi người. Này nè. 7 mũi, giá chỉ là 450 ngàn mọi người. 7 mũi chỉ 450 nha. Mã số 7 nha. Rồi tiếp theo bộ 4 cái này ha. Cái đồ chiên đựng trong mấy nhà hàng đồ này kia đó. Này hàng của Nhật.
Đây, Made in Japan sản xuất nha. Nè, nó bằng thép không gỉ, Japan sản xuất. Đây, 4 cái nha. Bán bộ luôn nè mọi người, không bán lẻ ra nha, 4 cái. Rồi, mã số 8 nha, 650 nha. Rồi tiếp theo là cái dụng cụ mài dao. Đây, đá mài dao hai cỡ nha, một cỡ thô với cỡ mịn mọi người. Cái này hai đá được nè, vặn ra mình thay lật ngược lại là nó mài tinh. Ở đây mài thô này điều chỉnh được các cỡ dao luôn á, dao lớn dao nhỏ gì cũng được hết. Đó, mình để dao lên mình kéo à. Rồi. Nó có cái bánh lăn này. Rồi mình kéo nó sẽ chạy ha. Nó nhẹ nhàng dễ xài. Đây. Ahara. Cái tên của sản xuất đó. Cái này bằng nhôm mọi người, nguyên cái khung là bằng nhôm nha, phải nó sơn lên á, cái bằng nhôm á, rất là cứng, bền chứ không phải bằng nhựa. Rồi mã là số 9 nha, 650 nha. Rồi cuối cùng là cái cây súng bắn keo, súng bắn keo này nhiệt đó mọi người, xài điện 100V nha. Hàng này của thương hiệu là 3M nè, 3M thương hiệu của Mỹ, nó sản xuất cho Nhật, điện 100V 72W, xài keo lớn ha, keo này phổ thông mình thường sử dụng. Cái đầu nhiệt rất là to luôn, nên nó sẽ nhanh nóng. Này. Rồi mã là số 10 nha, 350 ngàn. Rồi video đây là hết. Cảm ơn mọi người.